Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp chuyện tình Lý Lương của tác giả Đinh Hữu Hành đăng trên trang nhóm Facebook Trái tim người lính ngày 25 tháng 11 năm 2020. Ai đã theo dõi đủ các kỳ chuyện tình Lý Lương chắc đã cảm nhận hết cung bậc buồn vui sướng khổ đắng cay diễn ra từ mối tình cổ tích thời hiện đại. Tuy nhiên, nếu gác bút tại đây thì chưa yên lòng. Giọng kể của chị lúc vui, lúc buồn, lúc vui thì cười ra nước mắt, lúc buồn thì nước mắt cứ tự nhiên chảy dài trên gò má chị. Chỉ khi nói về sự nghiệp của thằng Hoàng thì mọi nét khắc khổ trên khuôn mặt chị bỗng nhiên tan biến. Những ngày đưa lão Lương trốn viện về nhà chăm sóc là mình thấy sung sướng nhất. Lúc đó, mình vừa là người mẹ người vợ, người giáo viên là người bệnh đồng thời là người bác sĩ, bất đắc dĩ. Quay sang ôm lấy lương. Ông hè, tôi tiêm cho ông không đau chút mô cả, ông hè. Mộ ni liều thật, cả đời chưa biết cái xi lanh là gì. Mua thuốc, mua đời nghề về và tiêm cho mình. Hôm trốn viện, dìu lão về, trong thâm tâm mình nghĩ, thể trạng ấy, bệnh ấy khó qua khỏi lắm. Thôi thì có chết cũng chết trên tay vợ con. Để chết ngoài vinh, họ đưa vào cái nhà xác ấy thì lạnh lẽo lắm. Còn nước, còn tát, luôn thể lấy thuốc cho mình, lấy thuốc nam cho lão. Trên bếp ngày nào cũng hai siêu thuốc. Những kiến thức cơ bản về cách sơ cứu ban đầu khi đi rừng gặp nạn, học được từ hồi còn là sinh viên mỏ địa chất, được mình đem ra vận dụng, mua dụng cụ và thuốc bổ gan tiêm cho lão, riêng ăn uống bồi dưỡng thì mình cam đoan chủ tịch huyện thời đó cũng không bằng lão. Tôi hơi nghi ngờ về sự so sánh này. Chủ tịch huyện mà ăn uống không bằng lão thì khó tin lắm. Liên tục trong một năm lão chén hết hơn 36 kg lợn. Kg gan lợn. Tôi lại càng nghi ngờ về con số này. Mặt nóng bừng vì sợ chị nổi hứng mà bốc phét thì xấu hổ với cô bạn đi cùng. Chủ tịch huyện một tháng cũng chỉ được phân phối 1,5 kg thịt. Lão Lương tuy là thương binh nặng nhưng làm gì? Được một tháng 3 kg gan lợn tiêu chuẩn ấy, may ra bộ trưởng mới có. Cô bạn đi cùng tôi nguyên giám đốc thương mại Nghệ An góp chuyện. Chị có nhớ sai hay không? Ngày ấy không ai được phân phối tiêu chuẩn cao như thế đâu chị ạ. À lão lương chen ngang đúng rớ luôn ngày nào tớ cũng chén gan lợn đến ớn tận cổ mụ ni viết văn hay lắm đang nói chuyện gan lợn lại sọ sang chuyện văn chương chẳng biết đừng nào mà lần một nhân viên bán hàng phân phối nhặt được cuốn nhật ký trong đống giấy vụn đổi giấy viết cho học sinh để làm giấy gói hàng cho khách nhật ký chắc là có nhiều chuyện bí mật tò mò lật từng trang ra đọc sức hấp dẫn của cuốn nhật ký cuốn hút cô quên mất cả việc bán hàng chỉ đến khi cửa hàng trưởng nhắc nhở mới giật mình chị ơi hay lắm tuyệt vời lắm em chưa đọc được cuốn sách nào hay như thế này và rồi từ đó mấy cuốn nhật ký truyền tay nhau hết người này đến người kia đọc một lần rồi muốn đọc lần hai cuốn nhật ký như một sản phẩm văn hóa đích thực mà ai đó mang biếu họ thế rồi người ta tưởng tượng ra con người ấy mong muốn được gặp con người ấy để sẻ chia giúp đỡ nhớ về một thời xa xôi chị buồn rầu kể tiếp khi đưa lão lương trốn viện về thằng hoàng mới ba tháng tuổi bệnh tình của lão ngày càng trầm trọng mặt lão phủ thủng cứ như chạm vào là nước chảy ra da vàng như nghệ mười phần hy vọng sống bay ra chỉ một còn 4 mét phiếu vải dành dụng cả năm trời, mang đi mua 4 mét vải. Thôi thì mình mặc gì cũng được, có ý định mua về làm cho thằng Hoàng dăm cái tã, số còn lại may cho lão bộ quần áo, nhỡ lão có bỏ mẹ con mà đi, mặc vào cho tươm tất. Ra đến quầy bán vải sau khi xem phiếu, cô ý phán, phiếu của chị đã quá hạn, mình như muốn khuỵu xuống một dự định nhỏ nhoi thế mà không thực hiện được vừa lê bước ra tới cửa thì nghe cô bán vải gọi giật giọng chị kia chị kia ơi cho tôi xem lại phiếu vải của chị mình quay lại và nghĩ cô ấy thương tình mà bán cho vài mét xem xong cô ấy hỏi đây là phiếu của chị à thời buổi này ai cho nhau phiếu mà chẳng là phiếu của tôi chị tên chi hồ thị lý Chị công tác ở Mô, giáo viên cấp 3 Vũ Quang. Chị học trường Mô ra. Cứ y như cảnh sát điều tra hỏi nghi can Khi nghe mình nói, học Đại học Bách Khoa, khoa mỏ địa chất là kỹ sư mỏ địa chất xin chuyển về trường dạy môn địa lý cho gần nhà. Cô ta cúi xuống gầm bàn, lấy ra một cuốn sổ. Có phải cuốn nhật ký này là của chị không? Răng nhật ký của tôi lại ở đây. Bỗng, cô ta hét ầm lên. Các chị ơi, Chúng mày ơi, cô ấy đây rồi, nhân vật ấy đây rồi, cô ấy về dạy cấp 3 vũ quang. Mình chưa hiểu ra chuyện gì thì mấy cô bán hàng chạy ra, ngắm nghía rồi ôm lấy mình, thân thiện như thể là bạn thân lâu năm gặp lại. Cô nhân viên đem tờ phiếu quá hạn báo với cửa hàng trưởng. Chị ấy phán, bán cho cô giáo 8 mét luôn. Cô ấy quay sang nói với mình, cảm ơn cô giáo. Nếu không có mấy cuốn nhật ký của cô thì nhân viên của tôi không biết làm gì mỗi khi bán hết hàng. Từ đó mình trở thành người nhà của các chị em thương nghiệp. Họ ưu ái cho mình nhiều thứ. Nhưng mình chỉ có một đề nghị. Chồng tôi đang bị bệnh gan. Nghe bảo ăn gì bổ nấy nên xin các chị bán cho một ngày một lạng gan. Còn tôi đang bú nhưng tôi đẻ mổ không có sữa nên xin các chị bán thêm cho một ngày một lạng thịt nạn cho con. Chị cửa hàng trưởng khoát tay, chuyện nhỏ, trời đất. Lão Lương góp chuyện, nếu mà còn đến hôm nay mang đến nhà xuất bản thì cuốn nhật ký ấy đã in được thành sách thì mụ ni là đặng thủy châm của miền Bắc. Tôi phụ họa thêm, tiền bán sách thu về đủ cho thằng Hoàng thành lập công ty mà không cần mượn một xu của ngân hàng. Cả bốn chúng tôi cười mãn nguyện. Hôm nay, kỷ niệm ba năm thành lập Viện Thẩm mỹ của cháu Hoàng, xin dành ít dòng nói về đứa con yêu quý của hai người, kết quả của một mối tình hiếm thấy. Năm 1900, năm 2017, tôi nhận được điện thoại của chị. 27 tháng 7 năm nay, anh phải vô đây, vừa thăm vợ chồng tôi, vừa nhờ anh một việc, chỉ có anh mới giúp được, vừa bước chân vào nhà thì lương hỏi chị lý đưa lão lại thằng hoàng hay là gọi thằng hoàng về đây một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống thằng hoàng sa ngã gì chăng chuyện gì nói nghe qua đã nào nghe xong tôi bảo tôi không những đồng ý với hoàng mà còn khuyến khích nó làm như thế một bác sĩ có tài có trí như nó thì cần gì phải bám lấy cái phao nhà nước giọng chị buồn rầu tưởng chú vào khuyên cháu dừng thôi việc bên đừng có thôi việc ở bên bệnh viện chú nói thế thì không cần gặp nó nữa tôi tiếc lắm ghế của hắn muốn ngồi là phải mất hàng trăm triệu hắn về đó đã không mất một xu nay bỏ ra ngoài tôi áy náy lắm hàng hoàng tốt nghiệp đại học y dược huế về bệnh viện thành phố hà tĩnh theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh về tỉnh, Hoàng xin đi học thêm một năm chuyên khoa gia liễu tại Đại học Y Hà Nội xong xin học thêm ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Vừa làm việc tại khoa khám bệnh bệnh viện thành phố, đồng thời cắm bìa đất của bố mẹ, hai bên nội ngoại, vay ngân hàng, bạn bè mua máy móc thiết bị hiện đại của Nhật thành lập Viện Thẩm mỹ Bác sĩ Hoàng tại 66 Hải Thượng Lãn Ông. Ngày 19 tháng 12 tôi vào, Lương Bảo Hoàng xin thôi việc ở bệnh viện rồi. Giám đốc vui vẻ cho hắn nghỉ Thằng Hoàng có ý định mua hẳn căn nhà ba tầng đó, giá như thế, mày xem thế nào? Mày hỏi tao chuyện đó thì cũng bằng hỏi hai đồ gối. Hơn nữa mày không cần phải lo chuyện đó, nó khôn hơn mày và tao nhiều, mua hay không giá bao nhiêu, nó sành hơn ta. Hơn nữa nó phải tính đến lâu dài, khuôn viên ấy có đủ cho nó mở rộng quy mô hay không? Thôi, mày cứ lo chăm bản lý cho khỏe để được hưởng lộc con lâu dài. Từ ngày trí nhớ được khôi phục, lương như khỏe hẳn ra. Mọi việc chợ búa cơm nước, lão đều dành lấy làm cả. Hễ chị động tay vào là lão phán, mụ lên nhà mà đọc sách đi. Chị khoe, có lẽ trời đất phù hộ cho tôi. Tôi mang bệnh tim bẩm sinh, thuốc men thì con trai mua toàn thuốc tốt. Công việc thì lão ni như ô xin, lão có thêm lương người phục vụ, cho nên lương hưu cao hơn lương kỹ sư của tôi nhiều. Nhà cửa ở đây là tiêu chuẩn thương binh của lão. Khi tôi nghỉ hưu, xin nhập hộ khẩu về Thạch Bình, xin một miếng đất trong xóm để lão ở cho yên tĩnh, họ không giải quyết mà phân cho một lô sát đường một. Khi dân đua nhau ra bám mặt tiền, giá đất lên cao, hai vợ chồng quyết định bán lô đất đó, đủ tiền mua đất và làm căn nhà hai tầng này, vẫn còn dư một ít gửi tiết kiệm. Ở đây trung tâm thành phố nhưng yên tĩnh có lẽ vì thế mà lão này mất hẳn chứng động kinh bây giờ bên lão tôi yên tâm lắm có việc gì trong phạm vi vài chục cây số lão chở tôi bằng xe máy đi xa hơn thì thằng hoàng chở bằng ô tô bất chợt nhớ đến chuyện lương kể với tôi hồi còn ở trường sơn nó bảo tôi đừng để lộ cho ai biết nếu biết họ không kết nạp lão vào đảng tôi đã không đả động đến chuyện đó mấy chục năm nhưng bây giờ tôi chẳng cần giấu làm gì nữa. Những năm 1945-1956 ở Thạch Hà, không ai là không biết đến vợ chồng ông Ngô Đình Anh và bà Nguyễn Thị Ái. Ông bà nổi tiếng bởi sự giàu có và tấm lòng thơm thảo hay giúp đỡ người nghèo khổ. Ông là đảng viên tiền khởi nghĩa. Chẳng hiểu sao trong cải cách ruộng đất, họ quy cho ông là địa chủ đội lốt đảng viên để hoạt động chống chính quyền họ bắt ông đi ông không nhận tội không chịu được sự tra tấn của cán bộ ông bị đánh chết tại nơi tạm giam ở đó ở nhà bà ái biết tin nghĩ rồi cũng đến lượt mình sợ không chịu nổi cảnh đòn roi bà ra chuồng bò thắt cổ tự tử để đi theo chồng gia đình ông bà giàu có là thế ủng hộ cách mạng nhiều tiền bạc là thế Vậy mà khi chết được bó trong chiếc áo tơi không đủ che kín hai cẳng chân khi khiêng đi chôn hai chân vẫy vẫy như thể kêu với trời đất nỗi oan gia. Lúc đó Lương mới 3 tuổi. Bố mẹ đi rồi, Lương sống cùng chị gái mới 12 tuổi. Hai chị em lớn lên trong sự cưu mang của dân làng. Và rồi được chính quyền đối xử như đối xử với ba con em gia đình địa chủ khác. Vào lính, nó ngây ngô nhường chân liên lạc đại đội trinh sát cho tôi, rồi vác AK xin ra trực tiếp chiến đấu. Sáu tháng sau, một mảnh đạn pháo lấy đi của lão một mảng xương sọ. Một lần nữa, tôi nhắc lại câu này. Con cháu của những gia đình địa chủ, ngoài trí thông minh vốn có, ngoài ý chí phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh, họ còn rất giàu lòng nhân ái. sau khi câu chuyện được đăng. Nhiều người sống tại thành phố Hà Tĩnh tò mò đã đến số nhà 11 ngõ 16 đường Trần Phú để xác minh tính xác thực. Sau đó, rất nhiều người đã trở nên thân thiện với anh chị như người nhà. Trong số đó, có cô giáo Trần Thị Lam là tác giả bài thơ dạy sóng một thời, đất nước mình ngộ lắm phải không em? khi biết hai người chỉ có duy nhất cháu Hoàng. Cháu Vân Anh chủ một tiệm ăn sáng nổi tiếng tại 83 đường Trung Tiết, xin được anh chị ấy nhận làm con kết nghĩa. Hẹn gặp lại độc giả trong những câu chuyện khác. Tác giả Đinh Hữu Hành, bạn vào sinh ra tử cùng Ngô Đình Lương tại Mặt trận Trị Thiên. Các bạn thân mến! Các bạn vừa nghe phần cuối chuyện tình lý lương của tác giả Đinh Hữu Hành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.